Bánh xèo vịt băm tuy lạ mà quen, cả nhà vào bếp cùng Vân nha. Bánh xèo một món ăn bình dị nhưng vô cùng quen thuộc, hương vị thân thương mà các ngoại các mẹ hay làm để chiêu đãi gia đình mỗi dịp gặp mặt. Hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu với cả nhà món bánh xèo khá nổi tiếng và cũng là lần đầu tiên Vân làm, đó chính là bánh xèo vịt băm. Để chuẩn bị cho món này thì Vân sẽ chuẩn bị các nguyên liệu. Mình sẽ có bột để làm vỏ bánh nè, thịt vịt để làm nhân bánh, giá, hành, rau xanh để ăn kèm và các loại gia vị để hương vị thêm đậm đà nha. Vân sẽ pha bột và khuấy bột cho thật đều. Bột thì mình khuấy không được đặc mà cũng không được loãng quá. Màu bột vàng ươm nhìn hấp dẫn ghê chưa gì đã thấy thèm rồi. Pha bột xong thì Vân sẽ cắt thịt vịt và băm cho thật là nhỏ. Khúc này băm nhiệt tình quá nên lên cơ tay luôn nha cả nhà. Tưởng không mệt, ai dè mệt không tưởng nha. Một trong những công đoạn vô cùng quan trọng quyết định độ ngon của món ăn đó chính là công thức pha nước chấm. Một chén nước chấm ngon là sự kết hợp hài hòa của gia vị. Chấm bánh xèo mà ngon hay không là khúc này đó nha. Pha nước chấm xong thì Vân sẽ bắt chảo lên bếp để xào phần nhân vịt. Hành phi mình sẽ phi cho vàng rồi bắt đầu cho thịt vịt đã băm vào. Nêm thêm gia vị cho đậm đà rồi đảo đều tay nha. Hương thơm ngào ngạt cả gian bếp. Đó giờ thì Vân toàn là ăn món xèo nhân tôm thịt thôi, nên là hôm nay cũng là lần đầu tiên Vân thử sức với bánh xèo nhân vịt băm để đãi cả nhà. Không biết cả nhà thì như thế nào, nhưng với Vân thì Vân thích ăn bánh xèo mẹ làm lắm luôn á. Mỗi lần mà đi làm xa về mà mẹ làm bánh xèo cho Vân ăn là trời ơi thích ơi là thích. Hồi nhỏ nha, mỗi khi mà trời mưa nghe mẹ làm bánh xèo là Vân mừng lắm luôn á. Tiếng thì xèo xèo, âm thanh thì nghe thật là vui tai. Và để làm món bánh xèo thì cũng rất là kỳ công nha, từ khâu chọn bột, làm nhân rồi làm bánh, và cũng phải thật là khéo tay tỉ mỉ mới ra những chiếc bánh xèo chín đều giòn tan thơm phức, nhìn thôi là đã thèm quá trời thèm rồi. Mẹ đổ bánh xong thì cả nhà lại quây quần bên nhau ăn bánh xèo, trời thì mưa rả rích, ôi nhớ lại mà hạnh phúc ghê luôn cả nhà ơi. Cuộc sống mà đôi khi sẽ có những thử thách và khó khăn, quan trọng là mình phải xử lý nó ra sao mọi người ơi. Sao chấm vậy? Bây giờ thì bánh xèo đã xong rồi, Vân sẽ cho ra dĩa. Món này mình sẽ ăn kèm với rau và đồ chua. Vị giòn thơm của bánh, chút mặn mà của vịt cuốn, thêm miếng rau tươi, trời ơi, chấm nước chấm như là quá tuyệt vời luôn. Mời cả nhà bánh xèo với Vân nha. Trời ngon quá đi.